2018. Trong quá trình tuần tra kiểm soát ở khu vực bến xe đoàn 8 Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an quận Hoàng Mai đã phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 19C 07254 do lái xe Đỗ Ngọc Ánh trú tại Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 45 bao tải, bên trong chứa loại pháo nến phụt có trọng lượng 1,5 tấn. Đây là số lượng pháo đến phụt lớn nhất từ đầu năm đến nay đã bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Hiện vụ việc đã được công an quận Hoàng Mai hoàn tất hồ sơ và xử lý.